Hi xin chào cả nhà mình nha. Thì uh, ở trong video hôm nay thì tôi chia sẻ cho mọi người một cái uh, um, công dụng của cái cây uh, thạch anh. Cái này là cây thạch anh anh em. Cái thạch anh này chắc uh, anh em cũng uh, không có xa lạ gì đâu ha. Nó dạng có dạng như thế này nè. Và um, cái uh, lá thì kiểu như thế này. Đây. Đó anh em đó Lái nó như vậy còn hoa thì mình biết nhưng mình thấy anh kia anh chặt gì anh để anh chuẩn bị trồng này anh chặt gì anh để anh trồng nhiều lắm à, bó à. là nên để tới héo luôn mà chưa trồng thì à, mình xin cộng gì quay cho anh em thì mình hỏi ra là cây này làm gì mà anh ấy gì rồi vậy anh kêu cái này là cây thạch anh cái này là trị viêm avidan và viêm họng rất là hay thì mình mới hỏi là ra viêm sao anh thì anh kêu là lấy cái mũ của nó này anh em đây này cái đặc điểm của nó là hai cái lá ra nó có cái mũ trắng trắng đây này anh em đây này đó anh em thấy không đấy thấy không thì lấy cái mũ này pha với rượu uống pha với rượu uống là trị viêm họng và viêm amidan rất là hay đó còn ngoài ra anh em có thể lấy lần cỡ chừng sáu bảy lá như thế này này rồi bắt đầu anh em à, ăn sống cũng được rửa sạch đi rồi ăn sống ăn sống rồi à, ăn sống à, chip nước bỏ bã thì à, cũng à, sáng ăn một lần chiều ăn một lần là cũng trị được viêm amidan nha anh em thì đấy là mình hỏi người ta người ta nói vậy đó còn trị gì người ta họ nói trị ung thư đồ gì mình không biết nha nè Cái đó thì mình biết cái nào thì mình biết thì mình nói mình biết còn cái nào mình không biết thì thôi Còn đây đây là trị viêm Avidan và viêm hỏng thì ở đây người ta họ chỉ như vậy đó Đó <laughs> như vậy là video chia sẻ của tôi đến đây là hết và cảm ơn anh em đã xem video của tôi và sau video vì tôi cũng muốn nói với anh em như thế này Tôi không có khuyến khích ai dùng theo cách của tôi hết á. Ờ, nếu anh em không còn phương pháp nào khác thì hãy áp dụng theo cách của tôi, còn nếu mà anh em còn phương pháp thì anh em đừng áp dụng theo cách của tôi làm gì. Vì tôi không có khuyến khích ai dùng theo cách của tôi hết á. Đó. đó, như vậy là cảm ơn anh em đã xem video. Bye bye. Chúc anh em ngày mới vui vẻ nha anh em. Bye bye.